Xem bà gốm xin trân trọng giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn bộ ống chén móc đồng, tay cầm hướng tâm quay ngang, vẽ điển tích xưa, trúc lâm thất hiền. Chúng ta sẽ cùng xem trên thân ấm. Đây là phần tay cầm, nắp ấm. Họa tiết bao bọc đồng ở nắp ấm thì sẽ tùy theo từng dòng ấm khác nhau thì sẽ có cái phần họa tiết khác một xíu. Họa tiết là phần trên của bao quanh của miếng ấm. Thân ấm. Bên trong này có 4 lỗ lọc. Nó lọc trà. Phần chén vẽ mặt đồng xung quanh miệng của chén. Đây là dòng bên lam. Họa tiết ở trên đĩa kê của chén và đĩa kê của ấm giống nhau, chỉ khác nhau một chút về cái đường kính của đĩa kê ấm thì sẽ to hơn một xíu. Đây là sản phẩm hàng kỹ của Sổ Gốm Nghệ Nhân Bát Tràng. Bao gồm có một ấm, 6 chén và 7 đĩa kê. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.